Nay cô sẽ hướng dẫn cho các bạn và các cháu làm bánh xếp Thái. Đó, bánh xếp Thái 15 ngàn một cái. Bánh này bán ở chợ Tâm Hòa. Để con một cái thì nó quay lại. Đây là củ cải với cà rốt hả? Dạ lùa. Ở đây là xúc xích phải không? Ở đây là trà bông. Cái đó là cái gì? Bắp à? Bắp. Hành ngò. Và tương ớt. Còn chút nữa không? Thôi hả? À qua bên này phải nướng lại nữa hả? Cái này là bột gạo hay bột mì? Chả gạo. Cả bột gạo bột mì luôn. Ngon ghê. Lấy một cái bánh. Gói thêm 20 cái nữa nha. Gói thêm 20 cái nữa nha. 15 ngàn một cái, 15 ngàn một cái. Tối về mở mạng lên coi nha. Của cô là Hồng Lựu Ngọc Nguyễn ấy. Đây là trà bông, đây là xúc xích. Và đây là chả lùa, củ cải với lại cà rốt. Và bên kia là bắp.
chưa được à? Chưa được, chưa, chưa. Không, cái này nè, chưa vàng à? Để con có bật lửa cái đó. Chưa có người mua thì chưa có. Quay cho đủ 10 phút. Rồi gói cho cô 20 cái, lát cô tới cô lấy nha.